Thưa quý vị, khi nói đến môn trượt băng nghệ thuật thì thường chúng ta sẽ nghĩ đến những em trẻ người Nga hoặc những em ở châu Âu. Nhưng thưa quý vị, tại Dấu Ấn Việt Nam, chúng tôi được vinh hạnh giới thiệu đến quý vị một niềm tự hào của người Việt Canada, đó là em Nam Nguyễn. Hiện giờ Nam là người Việt duy nhất và đầu tiên và cho đến thời điểm hiện tại thì Nam đã đạt được danh hiệu vô địch thế giới môn trượt băng nghệ thuật hạng mục dành cho thiếu niên năm 2014, bên cạnh rất là nhiều huy chương vàng toàn quốc Canada và gần đây nhất là huy chương bạc năm 2019. Xin chào quý vị. Xin chào quý vị. Xin chào Nam. Xin Nam hãy gửi lời chào đến quý khán thính giả bằng tiếng Việt để mọi người biết em là người Việt 100%. Nam Nguyễn, xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, mặc dù Nam Nguyễn hiểu và nói được tiếng Việt nhưng không được nhiều, thì trong chương trình phỏng vấn ngày hôm nay, Nam Nguyễn xin được trả lời bằng tiếng Anh. And to start off, thank you Nam for being with us here today. I'd like to ask you, how do you feel being the first and only Vietnamese figure skater in the entire world? You know, it's a pretty cool honor to be the first Vietnamese Canadian athlete representing Canada. For me, it's a huge honor, I think, to be representing both Canada and the Vietnamese community on the international stage. So for me, I think that's incredibly special. So as we all know that you just finished a big figure skating season. So what have you planned with your family for the death of the Lunar New Year? I think just kind of spending time with each other. I'm away so often, so I rarely get the time to be with my family. So I think we're just gonna kind of, you know, lay low for a bit and just spend some time and really share some great moments together. Nothing too big. Nam, you're a big inspiration to many young Vietnamese around the world, including myself. I know you're very young, a lot younger than I am, but on behalf of the community in Toronto and Canada, we thank you for all that you've done. What are your goals for the upcoming year, 2020? Right, so I mean, you know, as I said earlier, it's such a special honor to represent Canada and the Vietnamese community on the international stage. You know, every day I come into the rink with the mindset of becoming a better version of myself every single day. You know, as I've told other people, my goal really is to kind of just take it day by day, week by week, and just stay in the moment, really, because if I look too far ahead, that's when things get overwhelming. And for me, I think the way to go really is to kind of just take my time and you know, handle whatever is in front of me, because yes, it's important to have a plan. But at the end of the day, for me personally, it's kind of just gotta handle with whatever's in front of me. Okay. And to the kids, the young kids out there, if you are really inspired by Nam, check him out on Facebook or follow his Instagram. Thank you, Nam. Thanks. À, cho cô hỏi Nam một câu hỏi ngoài lề nhé. Thì với cô, thì cô vẫn thích và thưởng thức nhạc Việt Nam gần như là nhạc một loại âm nhạc tuyệt đối. Thì Nam có bao giờ nghĩ Nam sẽ dùng Vietnamese music vào trong cái những cái chương trình biểu diễn của Nam không? I mean, if there is ever an opportunity in the future that presented itself for me to skate to Vietnamese music, I would really love to be able to do that. I mean, within the figure skating world, it's so hard to kind of be creative in the sport, right? So I hope further down the line there will be an opportunity for me to kind of to skate to music that represents where my parents are from and ultimately where I'm from. So yeah. Okay, vậy là thì sẽ rất là cảm ơn Nam nếu một ngày nào đó được thưởng thức chương trình biểu diễn của Nam qua Vietnamese music. Thì khi nói đến Vietnamese music á, thì không biết là Nam có bao giờ nghe nhạc Tân Cổ? I mean, I've listened to a couple of Vietnamese songs. I know my parents like to play it during the weekends to kind of relax, and on occasion I join them to kind of, you know, just be part of that. And I know a few years ago I was part of the Tuyen App Paris by Night taping. So my family and I went out there, and that was a really cool experience to be part of. Vậy thì Thiện sẽ mời Nam cùng khán giả lắng nghe bài Tân Cổ Xuân Về Trên Đất Mũi qua tiếng hát của Quốc Dũng.
Và trước khi chúng ta dừng cuộc phỏng vấn hôm nay thì Nam có lời gì gửi đến quý khán giả không? I just like to say thank you to everybody's support. You know, it's, as I said again, it's such a huge honor for me to represent Canada and the Vietnamese community of Canada amongst the international stages, and your support means the world to me, and you know, that really motivates me to come into the rink every day and to become the best version of myself, and I hope to represent everybody in this country at the Olympics one day.